Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nha anh em. Rồi thì cũng cuối mùa rồi anh em. Thì mình nghe thông tin thì khoảng tầm cỡ 20 tháng 11 thì sẽ cập nhật của cái mùa 13 mới. Thì mình có coi sơ qua ở cái mùa 13 thì cũng khá nhiều tập thể anh em. Nói chung nó sẽ phong phú hơn nhiều cái mùa 12 này. Rồi thì ở trong cái mùa 12 này thì mình còn cái gì mình chưa làm được mình cố gắng làm thôi nha anh em. Rồi thì trong cái mùa này mình chưa có làm ván nào được chín liên hoàn hết. Thì hôm nay mình sẽ đánh một cái bài đấu là chín liên hoàn anh em. Nhưng mà chín liên hoàn này được chín liên hoàn đó, nhưng mà nó hơi đen xíu anh em. Rồi thì ok, cái ván này mình đang đánh trong cái cổng là sẵn vàng anh em. Và cái khúc đầu thì mình đang ở vòng rao hai chấm á. Trước rao hai chấm thì mình đang tính đánh pháp sư, nhưng mà cái mình lấy cái lỗi một thì nó ra cho mình thêm gắn liên hoàn nữa. Thì thôi mình sẽ đánh liên hoàn nha. Rồi cái lỗi thứ hai lỗi vàng luôn. Huy hiệu liên hoàn à. Cái này lấy siêu bảo cùng siêu bảo đồ bộ được anh em nè. Rồi lấy siêu bảo đồ bộ lấy luôn, đẹp luôn. Nói chung ở cái round 2 chấm thì thua te tua anh em. Thua quá, còn 69 máu. Bởi vì cái ván này nó cũng không có được may mắn lắm anh em. Tướng nó không có tự ra. Thành ra là nó cứ ra cái gì đâu không à. Thành ra thì mình sẽ để tiền luôn. Thì rau này mình sẽ cố gắng mình lên level 7 rồi mình ron nha anh em. Ở level 7 ron sơ rồi thì mình sẽ cố gắng lên level 9. Được dài thì khá đỡ rồi nè. Nói trong dài thì sẽ có thêm xíu thời gian đếp máu nha. Đó, nãy giờ mà tới con rau 3 chấm mình còn chưa đựng sắt 2 nữa là nên biết rồi. Nhưng mà càng trường thế này thay vô luôn. Đó. Rồi thì ráng lên level 7 kiếm thêm lên level 7 mà có được con Calista sớm thì tích 7 liên hoàn luôn anh em. Rồi thì nói chung có cái này thì cũng khá nhiều nhà hướng tới đánh liên hoàn anh em ạ. Nhà bên đây cũng đánh liên hoàn. Thành ra thì cái ván đấu nào mà nhiều nhà cạnh tranh với nhau thì ván đó tướng nó ra của mấy cái tập thể nó sẽ ít lại thôi. Nhưng mà mình nghĩ cái mùa sau quýnh còn cạnh tranh ác hơn anh em. Bởi vì thấy hầu như tập thể nó dính nhau hết rồi. Tập thể thì nhiều thiệt nhưng mà tướng nó dính tập thể với nhau nhiều anh em. Rồi thì ở coi rau đi chợ 3 chấm này có con Calista không? Rồi có Calista nha này. Mà cái đây mình đang muốn lấy cái cung hơn. Rồi mất cung luôn rồi. Mất cung con Calista thì. Nói chung con Calista cầm đồ cũng đẹp lắm anh em. Cầm nước mắt. Nước mắt mà ván này mình đánh đội hình mình. Nếu mà nước mắt thì tí nữa khả năng giờ có ghép cái bàn tay. Chỉ có ghép cái bàn tay công lý thôi. Rồi thì có dài lên level 7 luôn anh em. Đó. Giờ giữ ra giọt nước mắt ứa nha. Dạ rất nhiều khi đen đen anh em. Mình cái chảo mình có rồi mà bây giờ mình không lụm được cái cung. Thì nhiều khi đánh quái đánh tới rau cuối luôn không có cung nữa. Cắn lưỡi anh em. Mình bị mấy lần rồi. Rồi lại thêm ai à, nhà bên đây. Cái gì? Vừa cầm liên hoàn vừa cầm thợ săn căn nhà. Nói chung giờ mình sẽ bắt đầu mình ron cái đội hình sơ sơ lại thôi nè, ron lên 2 sao hết thôi và bắt đầu sẽ lên cấp tiếp. Lắc thì các ván nào mà đã đen rồi lại chơi cái món gì nó cũng đen hết anh em à. Nể luôn á.
Đó, bây giờ chỉ cần mà Ron mà lên được con Hecarim với con Sen hai nữa thôi là up cấp được anh em. Đó, lại thêm nhà đánh liên hoàn nữa. Đó, mà nhà bên đây có quà Pandora, có hàng chợ Pandora anh em ạ. Nó có hàng chợ Pandora thì nó sẽ được dễ đánh hơn mình. Đó, bây giờ bắt đầu vào rong kiếm sơ này. Anh em có rong kìa. Nhất nhất răng anh em. Căng thế nhỉ. Tướng mình cần chơi thì không có. Trời ra không có cái cung nào luôn anh em. Đó, ra rồi chết rồi. Mình đội hình mình toàn là tướng đang không mà ra đồ dài sao quấn. Căng thế nhờ. Giờ đây có ghép được cái thú thần đánh giáp à. Hồi nãy giờ không lên được con sen 2 luôn anh em. Đúng đây là mình chơi game chứ game đâu chơi mình đâu. Thôi up cấp luôn nha anh em. Lỡ là up thôi. Up thôi mình lên level 8 luôn. Lỡ mình có ron thì mình có thêm tí tỷ lệ để mình lên. Mình có con. Mình bắt được tướng muốn vàng. Nói chung là chắc là chơi cái game này nó thật chắc anh em đúng chơi một phần là do nhân phẩm, còn bây giờ anh em mới chơi hay mà nhân phẩm anh em không tốt cũng thế ron ron mờ mắt ron không ra. Sáng giờ anh em coi ván giống như quýnh quái vừa rồi ra một đống đồ không ra được cái công nào lại hồn luôn. Rồi, cái loại cuối loại vàng luôn. Ba cây chậm lại cũng được. Hoa hiệu căng trường. Động cơ cũng được anh em. Đúng không? Lấy hoa sen nữa rồi. Đó, nãy giờ mới thêm được con sen nữa nè. Mà thôi giờ up cấp cái đã. Thêm được hai cái rim. Cái đồ này ghép giờ không biết ghép cái kiểu gì anh em ạ. Rồi gặp nhà đây thì đang đánh hóa hình à, có con Smolder rồi. Cái nhà đây đánh 8 hóa hình rồi nè. Nói chung ván này mình cũng thấy không có nhà nào quýnh hóa hình. Hình như có nhà này quýnh cái mẫu hình nó khỏe quá. Đồ nó còn ra đẹp nữa chứ. Còn thêm cái Neo nữa nè. Rồi thì để cố gắng tới ra 400 đánh quái thử nha anh em. Coi thử nó có cái gì. Đó, cũng cũng có nhà đá bánh ngọt. Mà bánh ngọt bữa nay nó fix lại rồi anh em à. Không có hack đồ nữa. Không có hack được điểm nữa. Cái tại mình lên mình coi thì ví dụ điểm nó vẫn hiện lên chứ mà chắc nó chẳng cộng tới cái số điểm đó. Với lại cái mùa 12 này thì lỗi khá nhiều. Ở đây Smolder. Mình muốn lấy con Nasus nè. Giờ lỡ cỡ ghê. Rồi mắt Nasus luôn rồi. Thôi chắc lấy con lấy Serat luôn anh em à. Cần thế nhỉ.
hay là làm giờ đồ này ghép đồ phép thì có bóc Serac về thôi chứ làm sao anh em. Hay là xíu nữa mình kiếm cái án liên hoàn mình quăng vô con Serac chơi luôn. Nãy giờ vẫn chưa lên được con Sen 2 để đổi đồ qua cho Sen nó tăng anh em. Nhiều khi nể thì do tại có cái nhà kia nó đánh liên hoàn, nó có cái hộp quà, nó có hàng chợ Pandora nữa anh em, với lại nhiều nhà đánh quá chẳng thấy nhờ. À, anh em còn nó giải nhất người, nhất người nhất người nhất người nhất người nhất người nhất người anh em ơi. Ui dồi, nó suốt kìa. Ý nó suốt phải gọi là nhất người à. Bây giờ ra virus, do tại giờ mình ghép được phép rồi, bây giờ mình đâu có cầm virus làm gì nữa anh em, chắc bỏ virus thôi. Bỏ virus mà kẹp xe đắt vô thôi. Nói trong ván này căng quá, tướng ra ngứa quá. À, đại con Hecarim nó tông thẳng vô luôn anh em. Rồi xong rồi. Hay lắm Hecarim à, biết chỗ ghê. Nãy giờ mình bây giờ tụi nó rất khỏe anh em ơi. Với lại đồ nó đẹp hơn mình nữa. Cái đau đánh quái này mà không đánh ra được cái công là cắn lưỡi có này. Rồi có công anh em, ok. Được 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 được. Rồi có công cho Serac cầm công luôn. Đó, cầm ăn liên liên hoàn luôn. Rồi lên cấp luôn anh em. Lên kiếm cam bỏ vô cấp 9 liên hoàn. Rồi có cam luôn. Cái này giờ đục. Chỉ có đồ ra lại luôn anh em à. Cái này cho ra được cái giáp cũng được đấy, cái giáp ghép cái lời thề hồ về cũng ngon, giờ không có phải ghép cái dây chuyền dục tội đó. Ở nhà bên đây thì liên hoàn với hỏa, ôi dồi, nhà nhà liên hoàn anh em. Nhà lại bán này quá nhiều nhà đánh liên hoàn anh em, hầu như là ai cũng muốn vươn vươn tới liên hoàn đấy. Mình cũng đen cả là cái khúc đầu mình lấy cái lõi đầu tiên nó là ra luôn gắn liên hoàn cho mình mới đau đầu. Thì bây giờ lên tarif chứ nha anh em, nếu mà tarif 2 được thì mình sẽ thay sen ra được tarif vào. Bây giờ mình đang muốn lên con Kalista 2 anh em, hay sao để mình đổi đồ con AC qua. Á nhà này cái bọn hình nó trâu quá. Anh em coi nha. Đau người luôn á. Cái gì vậy? Cái giấy. Sao mà đưa? Nói chung là game nó không chơi mình mà vậy đó anh em. Thành ra cái dàn tướng mình mỏng dính à, cái dàn mình mỏng lắm. Thành ra cái dàn mình nó mỏng quá nên nó chết sớm quá, thành ra tướng này sau quay đam không kịp. Đây thì có con Camille. Camille cũng được. Căng nhỉ.
Rồi mắc Camille luôn. Thôi lấy cái lời thề hộ vệ nha anh em. Giờ còn ít tiền quá, rong cũng ngán anh em à. Ây da. Gì vậy? Ôi trời. Bất lực thật sự anh em. Giờ chỉ có rong kiếm con Calista 2 thôi á. Hoặc Tarit 2 để đổi vào. Mấy nhà này liên hoàn nhiều quá. Hình như ván này mình tính sơ hình như cũng 3-4 nhà đánh liên hoàn rồi nè. Thì giờ hết tướng cầm ắn rồi nha anh em. Thì bây giờ bắt buộc phải để con Tarik nó cầm một cái ắn. Đây dư con Serac nữa. Á nhà bên đây nó cũng mất dài thật sự anh em. Á bên này nó có con ấy rồi. Ý da. Nó cũng chín liên hoàn rồi anh em à. Đó, nó chín liên hoàn rồi. Mà chín liên hoàn nhưng mà nó lại tướng nó là đẹp hơn tướng của mình. Đó, giờ nó khỏe hơn. Sao nó không đổi đồ qua cho con Calista cầm đi ta? Mình thì giờ chỉ cần con Calista 2 cũng không có. Rồi nhà đây hóa hình thì quá bắt luôn anh em à. Rồi thì mình bây giờ cái nhà kia mà quýnh không ăn nhà hóa hình thì mình hạng 2. Nhà hóa hình giờ nó khỏe quá anh em. Nó lại giờ ron hơi bị đen, nó không có ra được. Không có ra được tướng. Ron tan nát không ra là không ra anh em. Nể luôn. Và nhầm nay có hình Rai rồi pháo thủ. Có hình pháo thủ à. Ăn nhờ. À, cho con nó cho con Smolder cầm hóa hình luôn anh em. Máu nhìn nghiệp của dù khiếp. Ây dạ, dạ. Rồi nhà bên đây chắc cũng niệm thôi anh em. Niệm rồi chắc còn gì nữa không niệm. Nể thiệt. Rồi thì chắc ván tới ván cuối rồi nè. Nhỏ hình nó khỏe quá. Thì nói chung thì trong mùa này cũng quýnh lên được một ván, quýnh lên được 9 liên hoàn. Thì anh em nào mà xem đến đây rồi thì like, comment cho vui nha anh em. Nói chung clip mình làm ra coi vui vẻ là chính thôi anh em. Chứ đừng có đặt nặng kỹ năng quá. Nhiều khi nó đen quá mà bây giờ kỹ năng quá giờ biết làm sao anh em. Với lại gia tài mình không có nhiều thời gian để mình chơi hàng ngày. Ngày về mình có 1-2 tiếng à, mình không có chơi nhiều được. Thì có đăng lên, thứ nhất mình duy trì kênh YouTube của mình, thứ hai đăng lên có gì cho anh em coi cho vui thôi. Rồi thì anh em nào xem đến đây rồi thì like ủng hộ mình nha. Rồi thì mình cũng xin hẹn gặp lại anh em mình những clip sau nha anh em. Nói chung là mình rất mong chờ cái mùa 13 tới. Nói chung chắc nó sẽ có nhiều thứ hay hơn. Rồi thua tay tua.